Hèo hoặc lắm. Bà cũng lấy mua muốn mua thôi, uống không có đâu. Dạ. Ừ. Đông bác trong mình cũng có à. Tôi hút thuốc mà sáng giờ hồi 5 giờ sáng giờ không có đi không. Tôi có bệnh viện thuốc mà hồi sáng giờ 5 giờ. Ông đang không có tiền luôn hay sao cô? Ừ. Không có tiền rồi, hôm nay rồi sao, thuốc men là sao? Nhỏ giọt. Coi cho ông định đi mua thuốc. Ủa hơn chiến tranh không chú? Còn hơn nữa đó. Hơn chiến tranh nữa hả? Ừ. À, cháu có chú có những câu chuyện nào mà về chiến tranh chú kể bà con nghe được không? Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Kính thưa quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quay lại với kênh Cao Trung Vlog, và Trương đang đứng ngay chỗ đường Quang Trung thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trước mặt quý chị cô chú anh chị đó là chùa Phật Quang quý vị nha. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố Rạch Giá, có tuổi đời rất là lâu và bà con cũng biết tới chùa này khá là nhiều vào những cái dịp lễ hội bà con nha. Thì hôm nay Trương sẽ ghé nhà của cái chú mà mù bán vé số để thăm lại chú và cũng gửi chút phần quà của Mạnh Thường Quân gửi gắm đến chú. Thì lâu rồi không gặp, không biết là tình cảnh của chú giờ ra sao, như thế nào. Thì sẵn tiện là Trưng cũng sẽ qua hỏi thăm, cũng như là có vài đôi lời chú chia sẻ lại những câu chuyện buồn vui của ngày xưa thời chiến tranh cho quý các chú anh chị có thể là trong mùa dịch có thể là nghe được những câu chuyện đó, biết đâu một phần ở đó cũng giúp cho quý vị là khuây khỏa được cái một cái niềm vui nào đó nhỏ nhỏ. Mang lại một cái niềm vui nhỏ nhỏ cho quý vị của chú anh chị. Đây quý vị nha, đây là Trương đang đứng ngay chùa Phật Quang. Đây. Thời điểm mùa dịch này thì tất cả các chùa đều đóng cửa. Hôm đó Trương cũng xin phép đi vô là có cổng này bà con, có vô được, vô trong chùa đó và Trương cũng đi vô được một kiến chùa thôi. Còn tất cả các kiến chùa khác thì đều đóng cửa không vô được. Hôm trước Trưng đi 10 kiến chùa chung với một cái bà ở chủ trọ ở nhà của gia đình của mỹ nhân, cô vợ mà 20 tuổi quý vị nha. Đây là có những cái chốt mà gọi là bà con mình tự làm đó, những hẻm gọi là khu vực xanh cấm người lạ ra vào đấy. Ở Rạch Giá của này thì cứ liên tục và cũng chưa biết khi nào là sẽ hết cái việc mà giãn cách xã hội. Cứ mỗi lần cứ gần tới như vậy là tiếp tục có những ca nó bùng lên, có những ca nó bùng lên. Rồi tiếp tục giãn cách rồi dùng chỉ thị 16 hoài luôn, không biết khi nào. Đây bà con nha, cái hẻm mà. Hẻm này là hẻm biết số mấy rồi. Mình thấy cái đường số nhà 55 đường Quang Trung. Thì bà con đều biết có thể ghé vô là biết được nhà thì hỗ trợ mấy chú cũng được nữa. Trước đó là chú hay và bán vé số ở ngay cái đường đi ra của chợ 30 tháng 4 bà con nha. Chân cũng hay đi và gặp chú thấy chú hoài luôn. Chân đi tới đây là hoàn toàn rất là bất ngờ và chú cũng không hề biết là chân có đến đây bà con nha. Đây, cái phòng chú đây nè. Đây, thường là những video mà Trưng đi làm như vậy á đều có tính là bất ngờ khá là cao, bởi vì là mình muốn cái gì đó nó có một sự là chân thực, để cho quý vị và các chú thì là có một cái nhìn gọi là đúng đắn hơn đấy quý vị nha. Đây, nhà chú đang đóng cửa kiểu gì, phòng chú là phòng số 13, số đẹp luôn nha. Nè, số đẹp là phòng số 13 nè. Chú ơi, cô chú ơi, có cửa kìa, ngoài ra ngoài rồi mà có cửa à? Dạ, ngoài ngoài. Ngoài ơi, ghé thăm ngoại. Đây có gì. Hai chồng giờ là trưa bà con. Giờ này buổi trưa rồi, để coi mấy giờ đây. Đây có gì, đồng hồ của Trương đang chỉ là 12 giờ kém nha.
Chắc cái giờ này chắc mới vừa ăn cơm xong. Ơi, chào chú. Ơi, chào chú. À, khỏe không chú? Ờ. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Hai chồng ở nhà ngủ cái gì vậy? Ờ. Đang ngủ trưa hả? Đâu có hồ sáng giờ vợ tôi mới ăn cơm chút nè. À, ăn cơm nước rồi chưa? Rồi. Ờ. Giờ 12 giờ. Dạ. Rồi, ok. Cái là 12 giờ. Dạ, ở nhà mình có khẩu trang không chú? Có. Có hả? Ừ. Dạ. Đeo khẩu trang vô. Nói chuyện cô chú xíu nha. Má có trang nào? Ừ. Nhà hôm nay có đi đâu không chú? Hả? Hôm nay có đi đâu không? Đâu đâu đi, dịch nó ra nó cách ly à. Cứ ở nhà miết ngồi trong phòng vậy luôn hả? Ừ. À. Tới vậy, tới luôn nhà tôi đâu ra. Rồi ở trong nhà đồ tiền đâu ăn? Rồi rửa giá chịu sao vậy? Rồi hổng hổng này ăn uống là sao? Ăn uống thì cỡ người ta mua này mua kia người ta cho hộp dịch đó tương đó. Còn gạo thì có. Dạ. Hộp dịch đó tương là ăn hoài tới chiên luộc kho. Hộp dịch luộc chiên kho làm tới à. Chiên nước tương. Chứ hộp dịch chiên kho làm tới miết cứ làm tới hoài hoài ngày nào. Ừ, có một thực đơn cũng khó nhức đầu ha. Ừ, hết rồi mình kho đúng lắm, kho quẹt, quẹt. Dạ, chung là đỡ nhức đầu. Ừ. Nó vui vui. Cứng xương hả? Dạ. Cứng xương. Dạ, cứng xương. Rồi, hai chồng cứ ngồi đi, con ngồi phía bên này là ok rồi. 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 Hello, ghé thăm hai vợ chồng. Dạ. Dạ. Khổ quá chứ ơi, không có cảnh nào khổ mà cảnh này. À, khổ. Không khổ thiệt chứ không phải lương đâu. Dạ, khổ thiệt là khổ như thế nào chú? Ừ, chú kể nghe coi. Eo ọt lắm. Rồi kia mua, 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 không có đâu. Dạ. Ừ. Đông bác trong mình cũng có rồi. À. Tôi không phốt mà sáng giờ, hồi 5 giờ sáng giờ không có đi không? Tôi có bệnh viện thuốc mà hồi sáng giờ 5 giờ. Hôm nay không có tiền luôn hả sao cô? Ừ. Không có tiền rồi, hôm nay rồi sao, thuốc men rồi sao? Nhỏ giọt. Coi cho định mua thuốc. Hôm nay hôm nay cô không có khóc bây giờ, cho khóc thoải mái đi, không sao đâu. Cứ thoải mái đi. Hôm nay giống như là bị tồn động trong lòng á chú, nghe không? Hôm nay mới... 2 tháng nay à? À, tức là không biết sao để mà có được tiền để mà ừ, tiền mua thuốc uống. Dạ. Cho vợ tôi này với mua đồ ăn. Cho nước tương vậy đang ngoài cũng chết luôn. Dạ. Kho chiên bao nhiêu làm tới. Rồi mua thuốc cũng không có tiền mua thuốc hả? À? Ừ, đâu có đâu. Mua thuốc phải mượn người ta đi mua chứ đâu đi được biết đâu mua. Vợ tôi đi đâu được đâu. Tôi đi biết tiền đâu ghé. Dạ. Đi hoài, công an nó lụm mà. Ừ. Rồi có cần mua thuốc gì không? Không, có đồ bác sĩ, có cháu người dự ra. Ừ. Đồ bác sĩ không à? Ừ, to bác sĩ hả? Ừ. Rồi bây giờ có cần mua thuốc gì nữa gì không? Mua là 700 ngàn tiền được mua chú ơi. À, mua nhiều quá hả? Ừ. Dạ. Dạ. 700-800 ngàn, đúng rồi. Đúng rồi, số tiền hơi lớn. À. Dạ, rồi hôm nay gạo mình còn không? Còn chút đỉnh. Chắc có hai bữa nữa. Còn hai bữa nữa hả? Ừ. Dạ. Thì nước mắm tương làm tới hột vịt kho vịt luộc làm dạ. Tới không sao, chút nữa Mạnh Thường Quân cũng có hỗ trợ để cho mình có ăn miếng ăn. Dạ. Không sao đâu. Thịt dạ. Cá lại hột vịt hoài cũng ấm quá. Dạ. Lâu lâu khi tôi kêu vợ thì cô quẹ nó mắm ăn bữa phải là hột vịt. Dạ. Con mắm nữa nó bóp cái quẹ ăn thành thịt quay. À. Vòng vòng mà nếu mà có tiền đi chợ rồi ai đi cho chú?
Có cháu gửi nó mua. À dạ. Đi vòng vòng lên có bán, đi chợ gửi nó mua. Đây cũng khổ quá ha. Dạ. Trời không gặp cảnh này khổ bọn cảnh này. Dạ. Khổ dữ lắm đó. Khổ hơn chiến tranh không chú? À còn hơn nữa đó. Hơn chiến tranh nữa hả? Ừ. À, cháu có chú có những câu chuyện nào mà về chiến tranh chú kể bà con nghe được không? Cái thời mà khổ chiến tranh đó. Khổ chiến tranh hồi đó mình chạy thôi chứ đâu có gì đâu. Đâu có đến nỗi khổ như vậy. Dạ. Cách ly là bởi bệnh dịch nè. À. Dạ. Còn chợ thì nó đưa giấy bao ngày mới đi chợ một lần. Dạ. Đó. Ôi đúng là khổ thiệt là khổ. Khổ hơn chiến tranh luôn á. Ừ, không vậy nè. Chiến tranh còn núp lén này kia còn được, còn này không có núp lén được, đi ra đường nó lụm. Rồi. Cái này. Rồi ok, để bây giờ để bớt cái khổ hơn chiến tranh đó thì tới đây á, rồi cô khóc đỡ chưa? Thấy đỡ chưa? Thấy đỡ. Không sao, hôm nay lâu lâu mới có được xả thì cứ xả. Hôm nay con tới thì cũng có chút quà, chút quà gửi cho cô chú. À, thì đây là con cũng xin nói luôn là chú Hứa Kim Long á, Hứa Kim Long là gửi cho mình một bao gạo 10 kg. Đồng thời gửi cho chú 1,5 triệu. Đấy. À, rồi ở Mạnh Thường Quân là Hình Phước Ký ở Úc. Gửi cho chú 3 triệu. Nha, gửi cho chú 3 triệu. Thực ra cái này là con đại diện chú chủ Hình Phước Ký ở Úc á, là gửi cho chú, chứ là chú cũng biết là để đưa từ thiện thôi. Nhưng mà gặp gia đình của chú như vậy á, thành ra con cũng có chút gì đó nghĩ là chút quà để cho chú mua thuốc men cho cô. Mua thuốc men cho cô. Dạ không sao, cứ để cho bà thọ má đi. Dạ không sao đâu. Dạ buồn quá mà. Chứ giờ hôm nay không có tiền, không có gì ăn hết, cũng không có tiền mua thuốc. Thuốc uống nữa. À không thuốc uống. Còn khi ăn uống mình không nói, ăn uống hột dịch không quẹt ăn bậy được. Dạ. Nếu no được rồi. Dạ. Có gạo được rồi. Dạ. Nói chung là đó là cũng đó là hiện tại là khổ lắm, bà con khổ dữ lắm. Ở đến nỗi mà nay cô gặp khóc luôn rồi biết rồi. Ba triệu. Dạ. Đúng là khổ thiệt. Chú kỳ lại cho tiền cho gạo một lần rồi không? Dạ đúng rồi. Lâu rồi à? Đúng rồi. Dạ cũng lâu rồi đấy. Thì bữa nay con nghĩ là chắc vợ chồng cũng gặp những cái khó khăn rồi. Cũng may gặp cho anh Hứa Kim Long, anh cũng nhớ tới vợ chồng. À, dạ rồi hôm nay rồi ông cũng nhờ đây. Nhân tiện thì con tới con gửi thêm chút quà. Dạ. Rồi, đây số tiền đây. Đây là 4,5 triệu. Đây là mua thuốc cho cô chú nha. À, chút nữa cái gì con thông tin, nếu mà chú có dùng điện thoại không? Hả? Không có đâu biết đâu. Không dùng hả? Ừ. Rồi ok, thì mai mốt cái gì thỉnh thoảng con có ghé họ thăm cần cái gì á con hỗ trợ cho. Nha. Đây con gửi cho đây. Là 4,5 triệu. Nha, dư bao gạo nên đâu con gửi cho cô rồi, con gửi cho cô rồi. Cho cô cầm 4,5 triệu chứ bao gạo chú con đem vô. Rồi. Dạ. Vậy chú. Dạ. Ôi mừng rồi. Dạ. Mừng rồi. Mừng rồi được cứu rồi. Cứu lên rồi. Cái này cũng như thác nước mà mưa nhỏ giọt đó. Dạ. Thác nước mà trời mưa đó, mưa dạ, tới đó. Mà, mưa. Đúng rồi, hạn hán lâu ngày á. Bây giờ gặp được miếng mưa. Như đất nẻ mà trời mưa đó chú. Cây khô mà trời nước. Dạ. Thôi đến rồi, à, rồi không sao, được cứu rồi. Rồi, cứu rồi. Dạ. Cứu khổ, cứu nạn rồi. Dạ. Dạ. Không nè. Lâu quá rồi, bữa nay mới được đi như vậy. 6-7 tháng à, 6 tháng à. Dạ. Cỡ đó hả? Dạ, đúng rồi. Dạ.
Nói chung là bên ngoài đường bây giờ rất là nhiều bà con khổ như vậy luôn á chú. Rất là nhiều, thành ra hôm nay con đi giúp nhiều người lắm. Đi giúp người này kia đủ người chân á. Rồi hôm nay con mới có dịp là quay lại đây đó. Rất là nhiều bà con. Ôi trời ơi, thằng tôi, mà nói chú nghe, mấy người tôi khổ chứ. Có một à, tôi vợ tôi khổ tới năm rồi. Dạ. Không có thiệt á. Dạ. Đúng rồi, bữa nay cô chú gặp như là khổ quá. Khổ tới năm mấy người kia khổ có một à. Dầu này mình không thể thấy đường, một hai nó tôi đi được. Còn tôi vợ tôi hết rồi. Dạ. Khổ lắm. Dạ. À chú ơi, vậy nè, con hỏi thăm chú một xíu. À. Thôi giờ cái gì cũng qua rồi, nay mình có rồi, vui lên chú nha, cô chú nha. Rồi vậy nè, con có một xíu hỏi thăm về cái câu chuyện ngày xưa của chú á. Chú kể lại cái ngày xưa mà lúc cái thời điểm mà chú đi đánh thế nào á, rồi xong rồi chú bị mù mắt không chú ha, chú kể là cái giai đoạn đó được không? Được, đâu có đâu. À rồi chú kể nghe coi. Lúc lên như thế nào? Đó, đi lính ơi, xương 7 với Mỹ Tho nha. Dạ. Yeah. Rồi đi hành quân. Dạ. Yeah. Hành quân là cái nghĩa mệt đóng quân đó. Dạ. Yeah. Bị bắn. Thì hai bên như bắn nhau rồi đó. Rồi vô tình mình không được hân hạnh quá, mình bị thương. Hai bên sắp đã cà bắn hả? Ừ. Thì cũng ở xa không gần, cũng cách cây số 2 cây đó. À. Rồi mình, mà ai nó bắn nào biết. Chúng đâu, chúng bắn thấy mẹ biết rồi chúng đâu. Dạ. Yeah. Thì bên này nó bắn, bên này nó núp. Dạ. Rồi vô tình là cục đạn tôi trúng đây nè. À, trúng đạn nó xuyên qua. Ừ, xuyên qua mắt này nè. Ừ. Đó, trúng đây nè. Dạ. Yeah. Tôi phải đi ngang là chết mẹ rồi. Dạ. Yeah. Hôm nay 4 mấy năm rã chơi đâu còn. 4 mấy năm. Chưa rồi. Lúc đó là chú có gia đình rồi. Ừ. Còn năm 73 giờ. Ờ, yeah. Bây giờ năm 73. 73 tới giờ. Ừ. Ờ, à, lúc bắn không biết đâu. Là đã đánh với lính là lính nào chú hả? Lính phải Việt Cộng. À, Việt Cộng, tức là cách mạng bây giờ nè. À, chú là bên ngụy hả? Ừ. À, đánh với Việt Cộng. Ừ. Ồ. À. Thì mình ai nó bắn biết chết sống kệ đi mẹ. Mình bắn thấy mẹ, nó bệnh cũng bắn thấy mẹ. Dạ. Mà này nó núp. Dạ. Đó. Ồ. Chứ mình đâu biết né được. Đạn né gì? Ừ, đúng rồi. Hên xui à. Đúng rồi, đạn mà đạn, đạn đâu có mắt đâu. Ừ. Hên xui hồi cái thời. Hên xui à, hên xui à. Xấu số thì mình vô cục đạn vô tình nó bị đây. Ừ, lúc đó là mình ngất xỉu luôn không chú? Ngất xỉu luôn ha. Ừ. Bất tỉnh luôn á. Dạ, rồi sau nó chăm sóc lần cái tỉnh. Rồi từ chích thuốc khỏe này kia, cầm máu này kia, băng này kia, là chừng nửa tiếng hồi sao khỏe rồi. Dạ. Đây là các nước gì lắm à. Dạ. Cái nước mà đợi uống đâu. Tụi nó mang về cho tao uống nước chiếu cho miệng được rồi, chích chép được rồi. Dạ. Mình biết uống nước gì nó ra máu. Dạ. Đó, mình biết trước á. Nhỏ giọt như chú. À. Rồi bắt đầu tải đi lên máy bay đi Mỹ thôi. Ừ. Thì khăn lại trước á. Ừ. Lúc đó mình có phải trốn này nọ không chú? Tại vì mình là không phải là người của cộng sản á. Ừ. Thì mình phải trốn này nọ không? Trốn tránh nó nhiều không? Đâu có trốn gì đâu. Rồi lúc đó là mình có bên mình, bên đó là có bác sĩ ta lo mình luôn hả? Ừ, bên mình có bác sĩ của đại đội tiểu đoàn rồi đó. Dạ. Chích thuốc khỏe nó thay băng này kia rồi, chích thuốc cầm máu rồi đó. Cái là lời tiểu đoàn trưởng nó kêu từ xăng lợi rước. Dạ. Kêu xăng lợi rước đưa về Mỹ Tho. Dạ. Phải chiến Mỹ Tho. Dạ. Dưới đó là chịu được, chuyển đi thành phố đi Cộng Hòa. Dạ. Trời ơi, đổ được tấm chú anh đi. Đi nó lương mà từ đến nhà từ Vĩ Lan mà thấy uống tới tuổi gì đơn gì hoàn thành luôn. Ừ, lúc đó là cô ở đây ở nhà hả? À, ở ừ. chung ông. Ừ. Đó bên Đồng Tháp á, nhà bên Đồng Tháp. Dạ. Rồi hôm nay rồi con cái mình có hỏi gì không? Thì được viện tới hỏi thăm thì chơi mà cách ly đâu tới luôn đâu. Dạ, rồi con cái mình nó cũng khổ hả? Ừ. Tụi mình muốn mà, mà vụ này đâu mà muốn được. Dạ. Rồi tôi và tôi có chết ra cũng không tới được đâu. Ai cho tới? Dạ, đúng rồi. Tôi cấm mà. Đúng rồi. Hơi khổ, bây giờ thời điểm này là như vậy rồi. Còn bây giờ đi bệnh viện cũng khó đi, không phải dở đâu. Dạ. Xe đâu đi. Dạ, đúng rồi. Chết luôn rồi, vợ. Bệnh dịch này nặng nữa chứ, bệnh dịch nặng ở ngoài đó.
Dạ. Năm ngoái có 5, năm nay tới 10 đó. Dạ. Năm ngoái nội dòng có 1 tháng một vậy đâu có lâu. Dạ. Năm ngoái. Đây quý vị, chân quay lại một xíu về cái phòng trọ của chú nha. À. Chú gọi là chú gì chú ha? Chú hả? Chú Sơn. Rồi Sơn. Rồi chú Sơn. Sơn Tự Bảy Mù. Dạ đây, Sơn Tự Bảy Mù. À, đây quý vị. Đây chỗ chú Sơn nha, đấy. Thì hôm nay ghé thăm cũng mang chút quà đó, cũng chút hơi thở ấm áp cái những ngày dịch này, cũng mong giờ cô chú là luôn khỏe mạnh nha. Dạ. À, cô chú luôn khỏe mạnh, rất là mong như vậy. Dạ. Rồi con cũng xin kết thúc ở đây luôn. À, tí có xíu mang bao gạo cho cô chú nữa nha. Kết thúc clip đây luôn, cảm ơn và xin chào hết tất cả bà con cô chú luôn. Gửi lời chào cảm ơn hết những người ủng hộ tôi và chồng tôi nha. Dạ. Rồi, bye bye hết. Rồi, bà ngoại đóng dây chanh lên đài luôn hả? Dạ, lên đài luôn. Dạ.